Lịch Ngày Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi thứ tư ngày 4 tháng 12 năm 2019 của 12 con giáp. Xem tử vi hàng ngày, chính tài nhập mệnh, đường tài vận của người tuổi Tuất hôm nay khá tốt. Bản mệnh hãy làm tốt công việc chính của mình, tập trung để hoàn thành nhiệm vụ được giao, bởi nguồn thu chính của bạn đến từ đây. Còn các con giáp khác sẽ đón ngày mới ra sao? Hãy cùng Lịch Ngày Tốt theo dõi ngày sau đây nhé. Tử vi tuổi Tý. Theo dõi tử vi khoa học, người tuổi Tý cảm thấy mình thật may mắn khi luôn có người thương ở bên hỗ trợ, ủng hộ mọi quyết định của mình. Cục diện tương hội báo hiệu sẽ còn có nhiều tin vui hơn nữa. Thiên ấn cho thấy tầm quan trọng của sự sáng tạo trong công việc. Bản mệnh có thể đạt được những bước ngoặt đáng kinh ngạc nhờ vận dụng tốt khả năng sáng tạo của mình để vượt qua khó khăn. Cũng từ chính những tình huống khó khăn đó, cấp trên sẽ dần nhận ra và công nhận năng lực thực sự mà con giáp này đang sở hữu. Tuổi Tý hãy vững tin và làm theo những điều mình cho là đúng. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, tình cảm thăng hoa nhờ thấu hiểu và tin tưởng. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, chẳng sợ khó khăn vì biết cách vượt qua. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, sau khó khăn sẽ là thách thức, là cơ hội hiếm có. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, cần phát huy triệt để khả năng sáng tạo của mình. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, đừng quên tình cảm có thể được bồi đắp theo năm tháng. Con số may mắn 1, 3, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tương xanh lục, trắng, quý nhân phù trợ, Dậu, Thân, Tỵ. Tử vi tuổi Sửu. Với người tuổi Sửu, thứ tư này là lúc mà bản mệnh cần phải mạnh mẽ hơn, chủ động hơn trong chuyện tình cảm của mình. Hợi Sửu tương hội. Nếu yêu thương đối phương thì hãy thổ lộ tình cảm của mình. Việc trì hoãn bày tỏ tình cảm có nhiều lý do, song nó có thể dẫn đến những hậu quả không ai mong muốn. Hôm nay bạn dễ thành công hơn trong việc tỏ tình. Chắc hẳn bạn sẽ không muốn người mình yêu xiêu lòng vì người khác đâu nhỉ. Thiên tài nhập mệnh, tài chính không phải là vấn đề mà người tuổi Sửu cần phải lo lắng trong ngày hôm nay. Bản mệnh có thể yên tâm về dòng tiền đang chảy về túi mình nhờ sự may mắn hiếm có. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, có nhiều cơ hội để được hạnh phúc. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, nên tin tưởng vào tình yêu của mình. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, đừng chần chừ để rồi phải hối hận. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, mạnh dạn nắm bắt cơ may tài lộc để phát tài. Con số may mắn 2, 7, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường vàng, nâu, quý nhân phù trợ, Tuất, Mão, Hợi. Tử vi tuổi Dần. Xem tử vi thứ tư ngày 4 tháng 12 năm 2019, người tuổi Dần có thể sẽ cảm thấy choáng ngợp trước tình yêu to lớn mà người ấy dành cho mình. Vẫn biết tình cảm không thể đong đếm được, nhưng trong ngày Dần Hợi nhị hợp, tình yêu ấy thực sự biết gây choáng váng. Tuy nhiên, sau cú sốc về tình cảm bất ngờ qua đi, con giáp này cần phải chuẩn bị tinh thần để đón tin xấu về tài lộc. Kiếp tài có thể khiến cho bạn mất đi tất cả những gì mình tích cóp bấy lâu nay. Bản mệnh cần phải bình tĩnh, tỉnh táo khi đón nhận những tin xấu này. Đừng quá căng thẳng, đổ lỗi cho mình. Ai cũng có lúc mắc sai lầm, cần phải biết vực dậy tinh thần để tìm cách lấy lại những gì đã mất. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, tiền bạc mất mát, thất vọng về bản thân. Tử vi tuổi Bính Dần, Hỏa, có nhiều cơ hội đón tình yêu. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, hãy hạnh phúc với những gì mình đang có. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, nên mạnh dạn bày tỏ tình cảm với người mình yêu. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, đừng dễ dàng đặt lòng tin vào người khác quá mức. Con số may mắn 4, 8, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường đen, vàng, quý nhân phù trợ, Mùi, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Mão. Xem tử vi hàng ngày, người tuổi Mão trong ngày thứ tư này sẽ gặp được quý nhân tam hợp. Như thế mà những mâu thuẫn trong gia đình nhanh chóng được hóa giải. Bạn chấp nhận lùi một bước để giữ lại hạnh phúc cho mình. Tỷ kiên lại thể hiện sự cố chấp trong công việc của con giáp này. Dường như việc lùi bước trong tình cảm đã là giới hạn. Bạn muốn mọi người phải làm việc theo đúng ý mình thì mới chịu được. Điều này khiến cho người tuổi Mão dễ bị đồng nghiệp bất mãn, không hợp tác. Bạn độc đoán khăng khăng bảo vệ ý kiến của mình mặc dù có nhiều kẽ hở trong đó. Công việc trong ngày vì thế mà không được thuận lợi.
Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, cố chấp làm điều mình cho là đúng. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, đừng tự cho mình là cái rốn của vũ trụ. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, cứ thoát được tình yêu bên bờ vực tan vỡ. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, công việc bất ổn, gặp nhiều khó khăn. Con số may mắn 3, 7, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, đen, xanh dương, quý nhân phù trợ, Tuất, Hợi, Mùi. Tử vi tuổi Thìn, xem tử vi thứ tư ngày 4 tháng 12 năm 2019, đường tài lộc của con giáp này khá lý tưởng, bản mệnh có chính tài ở bên, nguồn thu nhập chính ổn định và vững vàng sẽ giúp bạn thoải mái chi tiêu cho nhu cầu trong ngày. Riêng về chuyện tình cảm, tuổi Thìn lại gặp nhiều rắc rối khi mà cục diện thủy thổ tương xung sẽ khiến cho mâu thuẫn, bất đồng giữa hai người bùng nổ nhanh chóng. Chính bạn cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cái tôi của hai người đều quá lớn nên chỉ muốn nói ra cho người khác nghe, chứ không muốn là nghe lý lẽ mà đối phương đưa ra. Điều đó khiến cho mâu thuẫn càng ngày càng leo thang chứ chẳng được dập tắt. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, tình cảm cần đến từ hai phía. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, nên cảm thông, bao dung và tha thứ cho nhau. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, tiền bạc dồi dào, thoải mái chi tiêu. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, cần tập trung làm tốt công việc chính của mình. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, đừng quá khắt khe với người mình yêu thương. Con số may mắn 2, 5, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, vàng, nâu, quý nhân phù trợ, Tuất, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Tỵ, tử vi 2019 tiết lộ rằng đường tình duyên của người tuổi Tỵ hôm nay không được thuận lợi cho lắm. Tỵ Hợi tương xung, bạn đang kén cá chọn canh, không quan tâm đến tình cảm thực sự mà chỉ chằm chằm nhìn đến điều kiện, hoàn cảnh của đối phương. Nếu cứ giữ thói quen xấu như vậy, bạn có thể sẽ đánh mất nhiều cơ hội để có được tình yêu đích thực cho mình. Những vấn đề sau này còn rất nhiều, nếu không có tình yêu thực sự thì đôi bên khó có thể vượt qua được. Thương quan xuất hiện, đây là lời cảnh báo tuổi này nên cân nhắc kỹ trước khi hành động. Đừng nghĩ rằng mình luôn là người chịu thiệt, bạn có thể bị cấp trên đánh giá xấu vì thái độ làm việc của mình. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, tình yêu không được thuận lợi như mong muốn. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, công việc tiến triển xấu, có nhiều trở ngại. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, tinh thần làm việc sa sút, không có nhiều nỗ lực. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, nên đảm bảo bản thân thực sự hiểu mình muốn gì. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, chớ nên bỏ lỡ cơ hội để được hạnh phúc. Con số may mắn 5, 8, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường đỏ, cam, quý nhân phù trợ, Dậu, Sửu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ, xem tử vi hàng ngày, người tuổi Ngọ gặp phải thực thân, cơ hội để phát tài phát lộc đã đến rất gần. Hôm nay, con giáp này sẽ gặp nhiều thuận lợi trong việc làm ăn buôn bán của mình, lợi nhuận sẽ tăng lên gấp bội. Thời điểm cuối năm nay sẽ là cơ hội tốt để thu tóm tài lộc về tay nếu như bản mệnh biết nắm bắt cơ hội. Có thể những chuyện trước đó khiến bạn e ngại, nhưng nếu chần chừ thì sẽ chỉ có được thất bại mà thôi. Thủy hỏa xung khắc, đôi khi sự cố chấp sẽ khiến cho tấm màng mỏng manh giả tạo giữa hai người sụp đổ, tình cảm đứng trước bờ vực tan vỡ. Thiếu chia sẻ và cảm thông với nhau, đôi bên chẳng thể đi xa. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, tiền bạc ầm ầm đổ về nhà. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, cơ hội phát tài phát lộc ngay trong tầm tay. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, tình cảm đôi bên sứt mẻ nghiêm trọng. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, dễ gặp phải những vấn đề tồi tệ trong gia đình. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, nên cố gắng kiếm tiền trước khi quá muộn. Con số may mắn 5, 8, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường cam, hồng, quý nhân phù trợ, Tuất, Mão, Dần. Tử vi tuổi Mùi, xem lịch ngày tốt, Mùi Hợi bán hợp, người tuổi Mùi cảm thấy khó khăn trong việc bày tỏ tình cảm của mình. Xong, bạn cũng đừng quá lo lắng, trái tim sẽ làm việc của nó. Hôm nay là thời điểm đào hoa khởi vượng, bạn sẽ có được nhân duyên như ý. Nếu như không dễ để nói tiếng yêu thành lời, hãy dùng hành động để người ấy có thể hiểu được nỗi lòng của bạn. Khi hai trái tim cùng chung nhịp đập thì sẽ rất dễ dàng để hiểu được lòng nhau. Thiên tài độ mệnh, tiền bạc không phải là điều mà con giáp này quan tâm nhất bây giờ.
tài lộc không cầu cũng tự tới. Còn giáp này sẽ có quý nhân dẫn lối, tìm được cờ mày tài lộc bất ngờ và dễ dàng. Tử vi tuổi Ất Mùi, kim, đào hoa khởi vượng, tình duyên như ý. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thủy, tiền bạc dồi dào, kiếm tiền dễ dàng. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, hỏa, tình cảm không cần phải nói lời. Tử vi tuổi Tân Mùi, thổ, có người yêu thương và chăm sóc là hạnh phúc. Tử vi tuổi Quý Mùi, mộc, nên nắm bắt thời cơ để kiếm tiền tốt. Con số may mắn 1, 5, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, nâu, cam, quý nhân phù trợ, hợi, mão, ngọ. Tử vi tuổi Thân, trái với sự may mắn trong chuyện tình cảm của người tuổi Mùi, người sinh nam thân lại đang chán nản về những mâu thuẫn bùng nổ liên tiếp trong mối quan hệ tình cảm giữa người với và bạn. Cục diện tương hại cho thấy sự tổn thương mà đôi bên gây ra cho nhau không hề nhỏ. Chẳng ai hiểu được tại sao mình lại làm những điều khiến cho người mình yêu cảm thấy đau lòng đến thế. Chính quan là vị thần độ mệnh cho công việc trong ngày thứ tư này của người tuổi Thân. Bản mệnh sẵn sàng tinh thần chiến đấu với bất cứ khó khăn nào, vượt qua mọi trở ngại để đạt được mục tiêu đề ra trước đó. Tử vi tuổi Giáp Thân, thủy, tình cảm không được như ý muốn. Tử vi tuổi Bính Thân, hỏa, công việc tiến triển tốt ngoài mong đợi. Tử vi tuổi Mậu Thân, thổ, nên hiểu và thông cảm cho người mình yêu. Tử vi tuổi Canh Thân, mộc, hãy nắm bắt cơ hội thật tốt để không thất bại. Tử vi tuổi Nhâm Thân, kim, có thể thăng tiến nhanh chóng trong thời gian tới. Con số may mắn 4, 8, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường trắng, vàng, quý nhân phù trợ Tí, Thìn, Dậu. Tử vi tuổi Dậu, hôm nay tuổi Dậu nên cẩn trọng với các mối quan hệ xã giao của mình. Tử vi thứ tư của 12 con giáp cho thấy thiên quan đã xuất hiện. Đây là điềm báo tiểu nhân, thị phi sẽ bủa vây cuộc sống của bạn. Con giáp này dễ dàng bỏ qua những lỗi lầm người khác mắc phải với mình. Đó vốn là điều tốt, nhưng đôi khi nó biến bạn thành đối tượng bị lợi dụng, hết lần này tới lần khác. Bạn không thể nào chống đỡ với những đòn hiểm từ kẻ được coi mình là bạn như vậy. Kim sinh rất cho thủy, nhưng mâu thuẫn trong tình cảm cá nhân càng khiến cho cuộc sống của người tuổi Dậu thứ tư này thêm tồi tệ. Bạn chán ngán với việc cứ phải đi theo sau làm vừa lòng người khác. Tử vi tuổi Ất Dậu, thủy, công việc bất ổn, dễ bị hiểu lầm. Tử vi tuổi Đinh Dậu, hỏa, tiểu nhân không ngừng tìm cách phá hoại công việc. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, thổ, cần cẩn trọng trong khi kết giao với người khác phái. Tử vi tuổi Tân Dậu, mộc, tình yêu đôi lứa đứng trên bờ tan vỡ. Tử vi tuổi Quý Dậu, kim, có thể sẽ cảm thấy chán nản và muốn từ bỏ. Con số may mắn 5, 6, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, bạc, vàng, quý nhân phù trợ, Tị, Sử, Thìn. Tử vi tuổi Tuất, xem tử vi hôm nay, chính tài nhập mệnh, đường tài vận của người tuổi Tuất hôm nay khá tốt. Bản mệnh hãy làm tốt công việc chính của mình, tập trung để hoàn thành nhiệm vụ được giao bởi nguồn thu chính của bạn đến từ đây. Có điều, niềm vui về tài lộc không thể khỏa lấp được nỗi cô đơn trong tâm hồn của con giáp này. Thủy thổ xung khắc, bạn và người ấy không tìm được tiếng nói chung, những lần nói chuyện nhanh chóng trở thành cãi cọ. Người độc thân cũng thất vọng với việc tìm kiếm một nửa cho mình. Bạn không hiểu tại sao không thể nào thân thiết và đặt lòng tin vào người khác. Tuổi Tuất có thể vì thế mà thấy buồn bã không thôi. Tử vi tuổi Giáp Tuất, hỏa, tình duyên kém sắc, đào hoa ảm đạm. Tử vi tuổi Bính Tuất, thổ, tiền bạc đến chủ yếu từ công việc chính. Tử vi tuổi Mậu Tuất, mộc, thiếu tiếng nói chung dẫn đến mâu thuẫn. Tử vi tuổi Canh Tuất, kim, cần phải cố gắng nhiều hơn trong công việc. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, thủy, thu nhập ổn định. Con số may mắn 4, 6, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường trắng, nâu, quý nhân phù trợ, Thân, Dần, Ngọ. Tử vi tuổi Hợi, xem tử vi thứ tư ngày 4 tháng 12 năm 2019, người tuổi Hợi gặp cục diện tự hình, có nhiều vấn đề nảy sinh khiến cho mối quan hệ giữa bạn và người ấy không được khăng khít như trước nữa. Bạn mong muốn tìm lại được tình yêu ngày nào. Tuy nhiên, những chú heo lại tự ti, không dám nói lên tiếng lòng của mình. Bạn cảm thấy mình không đủ xứng đáng đứng bên người ấy.
khó suy nghĩ rời bỏ đối phương dù trái tim bạn thuộc về người ấy. Chính ấn mở rộng lối đi tới thành công cho con giáp này. Sự nghiệp của tuổi Hợi sẽ đạt được nhiều bước tiến đáng chúc mừng khi mà con giáp này dồn hết tâm sức vào việc để làm việc mình mong muốn. Tử vi tuổi Ất Hợi, hỏa, công việc tiến triển tốt, được cấp trên ưu ái. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ, tình cảm mâu thuẫn, tự mình tổn thương. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc, không tự tin nói lên điều mình muốn. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim, chủ động tìm kiếm cơ hội thể hiện mình. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy, sự nghiệp tiến triển tốt, vượt ngoài sức mong đợi. Con số may mắn 6, 8, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường trắng, bạc, quý nhân phù trợ Tí, Sửu, Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình tử vi của lịch ngày tốt. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.